Hay lắm. Ê, đây ngồi, đây đây. Đây ngồi. Đây ngồi nè. Chờ anh còn. Đi ăn hủ tiếu à? Hả? Ăn hủ tiếu à? Dạ, cũng không hẳn anh. Không hẳn là sao? Tới đây là phải ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu 8 ngon lắm. Ồ, bánh hấu ngon dễ sợ đây nè. Anh ăn mà hả? Không còn một miếng nào luôn. Còn nó hấu hủ tiếu gì mà ngon dễ sợ. Nấu hủ tiếu nghe. Mà cái hậu là cái hậu của bún riêu. Ồ, nhìn mùi mắm không vậy anh? Ừ, ngộ như vậy đó, không biết. Mà nó không sao mà ăn ghiền em ơi. Ăn ghiền, ăn đã dễ sợ. Ăn ủng hộ ra đi. Nói chung á, tám nó hủ tiếu ngon là em biết rồi. Đúng rồi, nên ăn ủng hộ đi. Có đâu ngại, anh kêu giùm cho, kêu giùm cho anh. Ô, khoan anh. Gì vậy? Em cũng đói bụng lắm. Cũng thèm ăn hủ tiếu lắm. Nhưng mà khả năng tài chính không cho phép. Cái chuyện này có gì đâu. Trời ơi, tiền bạc thôi mà, đúng không? Cái gì để anh tính cho. Giờ ăn mình còn trai trẻ đúng không? Ăn để có sức tốt, để anh lo. Anh còn. Cái gì? Trời ơi. Em công nhận nha. Sao? Không ngờ anh còn vậy á. Ừ. Mà tinh tế dã man luôn á. Trời ơi, anh sâu sắc dữ lắm. Anh nói thiệt nha, chăn dịch thiệt, nghèo khổ thiệt, nhưng mà giàu tình thương tình cảm lắm. Thấy ai khó là giúp, khổ là giúp. Thiệt luôn á ha anh? Ừ, trời ơi. Nhưng mà khoan anh. Cái gì? Em nói anh nghe nè, em sao? Cũng... khủng gì? Hùng quá, ngại cái gì mà ngại. Anh đã lên tiếng, anh giúp đỡ rồi, không có ngại gì hết trơn. Nhận cho anh vui, từ từ. Để anh kêu ra. Tám ơi, Tám, ra đây em. Ôi ơi. Con nghe Tám. Chờ Tám chút. Để Tám ơi, nè. Trời ơi, tôi hủ tiếu này ngon quá Tám. Ngon quá hả? Ăn không còn miếng gì luôn nè. Hên nó nghe cái miệng con nhỏ đó, cái miệng con bự là con nuốt luôn cái tô đó Tám. Nó nghe nè, tính tiền thôi hủ tiếu. 15 ngàn. Có thì đây, tôi tiếp. Đây. Tám ơi. 15 ngàn, đây, 16 ngàn. Ê, chờ Tám chút nha, Tám lấy tiền tối cho. Nói, đi. Thiệt chứ, ngày nào thiệt không qua đây ăn hủ tiếu của Tám là thiệt nó ghiền dễ sợ luôn. Nè, cưng. Rồi, dạ, gần hơn Tám. Nè, anh em với nhau, nói chung là em về cái làng này sống không? Thường lắm, quý lắm. Có cái gì cứ nói anh giúp đỡ. Nè, cầm. Thử lấy. Có gì cứ kêu Tám làm ăn. Ha, đâu có sao đâu. Cái gì vậy? Tám, con nhỏ nó thèm gì á, phải làm cho ăn. Tội, tuổi này tuổi ăn tuổi lớn, ăn mới có sức vận động ha. Trời, yên tâm. Cầm lấy, giữ lấy tấm lòng của anh, lấy cho anh vui. Chăn dịch, nhưng mà thấy ai khổ là giúp, ai khổ là giúp. Sợ lo gì hết trơn á. Cảm ơn lòng tốt của anh. Trời ơi, công nhận. Cọ mới tới sớm mình nó sống á, mà sao thấy thương ghê ha, nó tốt ghê sợ luôn á. Tám thấy nó đi vòng vòng, nó giúp người, cứ người nó cho ngàn vậy đó, ngày nào cũng vậy đó. Người có 1 ngàn à hả Tám? Trời ơi, mỗi người 1 ngàn, nhưng mà nguyên một cái xóm mình con tính đi bao nhiêu tiền. Trời ơi, xóm mình cũng mấy chục người chứ ít gì. Phải chia gom mấy chục người đó cho một mình bị sướng biết mấy. Gì? Dạ đâu có gì đâu. Ờ thôi Tám ơi, không mấy con về nghe Tám. Ủa sao vậy? Thế con, chưa ăn mà về gì, ngồi xuống đi, Tám nấu hủ tiếu cho anh, ngồi xuống. Khoan Tám. Sao vậy? Tám ngồi xuống đi, để con suy nghĩ một cái. Trời ơi, tự nhiên mới thấy các thằng này ngộ ghê ta. Ăn cũng phải suy nghĩ nữa. Tám, quán của Tám bán một tô hủ tiếu nhiêu tiền Tám? 15 ngàn. Con biết mà, 15 ngàn. 15 ngàn là hủ tiếu thịt bò viên. Đúng. Còn 25 ngàn là hủ tiếu thịt bò viên giò. Dạ. Còn nếu như mà một chén thịt thêm á Tám, nhiêu tiền vậy Tám? Chén thịt thêm á, bình thường á là Tám bán cho người ta 7 ngàn, mà bán con 5 ngàn thôi. 5 ngàn hả Tám? Ừ. À, Tám làm cho con một chén thịt thêm đi Tám. Thịt thêm hả? Thịt thêm. Ủa chưa ăn hủ tiếu ăn thịt thêm? Ăn thịt trước Tám. Ngộ Tám bữa nay ngộ. Ê Trần, chờ Tám chút nha, em vô làm. Bữa nay thịt ngon lắm. Dạ. Ủa, để dẹp cái tô cái. Trời ơi, bữa nay thịt ngon ơi là ngon tươi rối luôn vậy đó. Chờ Tám chút nha ông. Dạ. Còn dư 3 ngàn. Bò chiên.
Ôi đây đây đây, thơm phức. Thơm phức luôn, bảo đảm là con sẽ mê. Đây thịt thêm. Trời ơi. Nhiều hành nhiều hẹ. Giờ sao? Giờ nấu tô hủ tiếu đúng không? Khoan 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 Tám. À, con thấy thiếu thiếu. Không mấy à, cho con hỏi nha Tám. Chén bò viên nhiêu tiền Tám? Chén bò viên hả? Chén bò viên á thì thôi lấy con chén bò viên. Ba viên đi, ba viên bò viên đi. Ba viên hả? Ba viên là 10.000. Vậy lấy con một viên bò viên thôi. Bò viên, bò viên 3.000 được không? Một viên 3.500. Trời ơi, 3.000 là lỗ Tám chết. Tám, giúp đỡ con đi, học sinh sinh viên mà. Trời thiệt luôn á, biết ở quán hủ tiếu tôi giống như là quán hủ tiếu từ thiện hay gì á. Khách mối. Mối mối ngày nào ăn cũng đồ Tám bớt hết trơn. Bán cho còn Tám mới bán giả đó đó nha. Dạ. Chờ chút. Một cục thôi đúng không? Dạ. Bò viên bữa nay là cũng ngon dữ lắm đó. Bò viên gân nghe Tám. Trời ơi gân mà. Đây. Trời ơi, quán của Tám bán là lúc nào là bò viên là cũng phải kèm với gân. Nhai nó sực nhiễm đã. Dạ. Tám, con nhớ cái Tám. Mỗi lần con ăn quán của Tám á nha. Ừ. Mà hết hủ tiếu cái là xin hủ tiếu thêm Tám cho đúng không Tám? Trời ơi, từ lúc con ra quán này ăn á là ngày nào Tám cũng cho một tô hủ tiếu thêm với nước lèo á. Mai mốt mà thành lớn rồi, thành đại gia rồi nha, là phải trả ơn Tám cái đó đó nha. Con biết mà, con hứa luôn. Còn mấy Tám cho con thêm tô hủ tiếu thêm với nước lèo thêm đi Tám. Rồi, cái đó là ngày nào cũng có mà, nhanh lắm chờ Tám chút nha. Hủ tiếu thêm với nước lèo, phải không? Nhiều nước lèo đúng không? Dạ, càng nhiều càng tốt. Rồi rồi, có liền. Cho con nhiều giá luôn nha Tám. Nhiều giá? Trời, Tám biết cái gu của con mà. Rồi. Đây. Hủ tiếu thêm nhiều giá. Rau miễn phí hả Tám? Trời, rau là quán Tám là ăn thoải mái, ăn vô tư miễn phí. Tám Tám. Rồi. Cho con xin dĩa rau bên kia nữa đi Tám. Trời, ăn rau chi dữ rồi con. Cho nó mát. Một dĩa ăn không đủ hả? Không đủ Tám. Thằng này sao bữa nay ăn dữ vậy? Rồi đây, hai dĩa. Dạ rồi, con cảm ơn Tám. Rồi, sao? Sao, bây giờ vô nấu tô hủ tiếu đúng không? Không, khoan, 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 khoan. Chờ con chút đi. Để con canh liều lượng, để coi ăn no hay không đã. Kêu nhiều quá sợ ăn không, bỗng mứa ủ. Sao nó kêu lạ vậy? Tám, Tám. Hả? Có chanh không Tám? Có. Cho con hai miếng đi. Ui, ăn chi chua vậy, đau tủ có không? Không có. Miếng con dắt vô tô, một miếng á con chùi đũa. Ăn hủ tiếu xin Tám à, xin chanh quá trời luôn nha. Dạ. Còn chùi đũa nữa. Này con, tiết kiệm nha con, chanh mắc lắm, chanh mắc. Dạ dạ con biết rồi. Ê. Con mầm rớt nữa. À Tám, tương ớt Tám. Này con. Dạ sao, vô nấu tô hủ tiếu nha. Dạ chưa, để con ăn cái đã. Chưa đó hả, trời sao bữa nay ăn ngộ trời. Chờ con chút đi. Đã quá Tám ơi. Đã không, ngon đúng không? Dạ ngon. Đúng không, vô nấu tô hủ tiếu. Khoan 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 Tám. Sao vậy? À, dạ thôi, con có việc bận rồi. Con đã tiền Tám trước nha. Hồi nãy á, con kêu á, là một chén thịt thêm là 5.000, cục bò viên thêm là 3.000, hủ tiếu Tám cho thêm, rau Tám cho thêm, tổng cộng 8.000 con gửi Tám. Ủa gì kỳ vậy? Là rốt cuộc con vô đây con không ăn hủ tiếu? Con ăn hủ tiếu mà. Con phải kêu một cái tô hủ tiếu ra. Trời ơi, một tô hủ tiếu 15.000. Trời, tự nhiên vô đây cái kêu đồ thêm không mà trả 8.000. Trời ơi, con làm ăn gì sống nhăn vậy? Ủa, con hỏi Tám rõ ràng mà Tám. Nè, chén thịt là 5.000 đúng không Tám? Đúng. 5.000. Chén bò viên thêm 3.000. Hủ tiếu Tám cho thêm, không tính tiền, là 8.000 tổng cộng. Nhưng mà vô quán người ta là phải kêu một cái tô hủ tiếu ra đàng hoàng rồi mới kêu những cái đồ thêm. Trời ơi, ai mà vô đây cũng ăn như con hết. 8
dẹp luôn, quá ăn hủ tiếu quá. Ủa Tám gì kỳ vậy Tám? Con trả tiền Tám đàng hoàng mà, con hỏi rõ đàng hoàng luôn á là bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền. Tám đồng ý con mới mua chứ bộ. Trời ơi trời, Tám không ngờ luôn á nha. Con nhỏ tuổi mà con ma lanh dễ sợ luôn á. Tám có gì kỳ vậy Tám? Con ma lanh hồi nào? Ma lanh chứ còn gì nữa. Mày lại đây á, đang lý mày phải kêu một cái tô hủ tiếu. Mày kêu đồ thêm ra không, bây giờ mày trả 8 ngàn. Trời ơi, mày làm cái gì kỳ cục vậy? Bình tĩnh lại. Nãy giờ chưa có về, nghe hết, đứng nghe hết câu chuyện. Đúng không anh? Em trai, em là thanh niên mà đúng không? Em biết suy nghĩ đúng không? Đây, em thấy Tám bán hủ tiếu nè. Mà Tám làm như vậy á là Tám sống không có tình người nghe Tám. Đó, Tám thấy chưa? Tưởng sao vậy? Thằng nhỏ lại đây, nhỏ xuống cái làng mình đúng không? Mà có tàu hủ tiếu trả 8 ngàn mà chửi thằng nhỏ quá trời vậy là sao? Ủa cái gì còn? Trời ơi, nó lại đây, ai vô quán hủ tiếu này là cũng phải kêu một tô hủ tiếu đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Xong sau đó người ta mới kêu là hủ tiếu thêm, thịt thêm, rồi cái gì thêm đó. Người ta mới kêu sao? Cái này nó vô á, em coi nó ma lanh không? Nó kêu một chén thịt thêm 5 ngàn, một cục bò viên thêm 3 ngàn. Ủa? Không kêu cái tô hủ tiếu. Tám, bình thường người ta vô ta hủ tô hủ tiếu rồi kêu đồ ăn thêm. Con thì khác, con muốn ăn đồ ăn thêm riêng, con không muốn ăn hủ tiếu. Đó, em thấy nó mà lành không? Tâm càng quá vậy. Con nói thiệt với Tám nha, con tính xin thêm cục giò con ăn đó Tám. Trời đất ơi, bao nhiêu đó còn chưa đủ ma lanh hả con? Còn xin thêm cục giò hả? Giò tao nè mày ăn không? Mày ăn không tao cắt ra cho mày ăn. Tám, mình lớn rồi, mình bớt lại, kiềm chế lại. Bây giờ ăn gì nè? Tám bán được tô hủ tiếu rồi đúng không? Đúng. Em ăn no bụng rồi đúng không? Dạ. Rồi tự người hai người là giải quyết cái giao dịch này đi. Tôi là gợi ý được nhiêu là được rồi. Chứ đâu phải đâu rảnh mà đi giải quyết mấy chuyện này hoài đâu. Tám cũng vậy nữa. Sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì? Để làm gì Tám biết không? Tự suy nghĩ đi. Trời đất ơi, cần có một tấm lòng. Tấm lòng ba phải. Tưởng sao? Tưởng vô đây hả, phân xử cái gì đó hay lắm. Sao nói qua nói lại hồi quề vốn à. Ủa trời, trời quỷ đất. Trời ơi, trời rốt cuộc nó qua đây nó ăn tô hủ tiếu của 8 ngàn à. Trời chờ đó nha, tao qua tao sẽ gặp bà Hồng bà nội của mày, tao làm việc nè. Đó, cô coi đó, cháu của cô nó mới từng đó tuổi nè, mà cái đầu óc của nó trời ơi, nó tính toán nó ma lanh dễ sợ luôn vậy đó. Nó qua đây có 8 ngàn đồng mà nó ăn ha, nó ăn một tô hủ tiếu chà bá hơn cả cái tô bình thường nữa. Bởi vậy tôi mới dẫn nó qua, mà hồi nãy nó về tôi hỏi, cô hỏi nó là làm cái gì, nó nói nó đi ăn hủ tiếu. Rồi tự nhiên cái nó bị là cô Tám á la sùm. Thì tôi mới hỏi là chuyện gì. Mà nó nghe nè Tám, Tám bán tô hủ tiếu 8 ngàn đúng không? Bán 8 ngàn. Mà khoan là... mà nó ăn một tô đúng không? Nó có trả tiền cho Tám 8 ngàn nó đi về đúng không? Dạ đúng. Vậy thì cớ gì mà Tám la là Tám đòi tiền, Tám nói nó thiếu tùm lum tùm la. Trời ơi đứa ơi thiệt á. Con kêu cô qua đây á là để muốn cho cô dạy là cháu của cô chứ không phải qua đây để binh nó. Thì nhưng mà lý do là tại sao mà nó trả 8 ngàn đủ rồi mà tự nhiên nó thiếu nợ rồi nó ma lanh là cái gì? Trời ơi phải mà sự việc như vậy con không có tức nha. Cô nghĩ đi, quán con mở ra, người ta vô đây người ta ăn hủ tiếu, người ta phải kêu một tô hủ tiếu 15 ngàn. Rồi xong người ta mới kêu những cái đồ phụ ra. Nó vô á, nó ma lanh lắm, nó kêu một chén thịt thêm 5 ngàn. Rồi xong nó kêu một cục bò viên 3 ngàn là 8 ngàn. Thường nó qua đây nó kêu hủ tiếu thêm á là con cho nó không à, con đâu có tính tiền. Đó, xong nó gom lại, nó trộn vô cái tô thành một cái tô chà bá vậy nè. Hơn cái tô bán bình thường luôn, có phải là nó ma lanh không? À, coi như là bây giờ cộng thêm tùm lum tùm la vô là phải nhân tiền lên gấp đôi đúng không? Nè, nội nói con nghe nè. Tám là buôn bán, con ăn cái gì á thì con cũng phải trả, mà nếu mà con thêm gì á thì con cũng phải trả tiền cho thêm. Còn nếu mà con không có đủ tiền á thì con nói Tám là cho con thiếu, rồi lần sau con qua con xin nội trả cho. Chứ con ăn xong mà con trả tiền, con thấy con chạy như vậy, cái giống như là mọi người tưởng là con ăn giật rồi con chạy, mình ma lanh mình làm vậy không có đúng. Đâu có thì thôi nội. Thì con không đúng thì con cứ xin lỗi thì Tám đi. Con thấy con làm cũng đâu có sai đâu. Con trước khi con làm á con hỏi ý kiến Tám đàng hoàng chứ bộ. Đó Tám thấy không? Hỏi mà là hỏi làm sao? Hỏi ý kiến là hỏi em mới là cái chén thịt thêm giá nhiêu. Thì bình thường em bán 5 ngàn, em bán cho người ta 7 ngàn. Em bán cho nó 5 ngàn là tại vì em thương nó, nghĩ là cháu chắc ở trong xóm, cho nên mới bán cái giá đó cho nó. Xong được nước làm tới, cục bò viên người ta 3 ngàn rưỡi, cũng trả 3 ngàn luôn. Đó, có thấy không?
con cháu cô quá đáng thiệt luôn á, nó ma lanh lắm. Trời ơi, con mới bao nhiêu đó tuổi đầu thôi mà đã như vậy rồi. Mai mốt mà con ra đời đi ha, chắc cái đầu của con dễ sợ hơn rồi. Rồi, tôi hiểu rồi. Có nghĩa là cái gì nó cũng kêu thêm mà nó trả tiền không có thêm đúng không? Đúng rồi. Thì tại chắc là bởi vậy nó còn nghe nè, mình mua thêm. Nhưng mà con phải nói là con mua thêm, còn con nó nói là cho thêm thì Tám nói ừ cho thêm, nó chắc nó tưởng là Tám cho nó. Nhưng mà con hiểu không, Tám buôn bán cho thêm thì cũng phải trả thêm tiền, cho nên thôi lần này á để cái tiền dư nó bị trả cho Tám. Tại vì cha của nó đi lên Sài Gòn làm á cũng có dư đồng tiền gửi về rồi, tháng này cha nó gửi tiền về để là lát nó nội trả cho. Nhưng mà sau này á con mua gì con ăn gì con phải trả thêm tiền, chứ ai cũng như con đến đây thêm xong mày bỏ ăn xong mày bỏ chạy. Tám cũng khó cho Tám, cho nên thôi xin lỗi Tám đi. Dạ con xin lỗi Tám, thiệt ra con cũng tính tiết kiệm được bao nhiêu tiết kiệm thôi. Tại vì nhà con đang khó khăn mà con đang thèm ăn hủ tiếu của Tám, mà con chỉ có 7.000 thôi à. Con xin lỗi Tám. Tám thông cảm, ba của nó đi lên Sài Gòn làm đó, tôi cũng nói rồi, tôi cũng chưa có gửi tiền về mà hôm nay mới gửi tiền về, chưa kịp nói với nó là nó chạy đi ra ngoài đây. Trời ơi, chồm sớm với nhau không? Thí dụ như con không có tiền, con muốn tiết kiệm đi thì con cứ nói thẳng với Tám. Bữa nay con có 8.000 thôi, Tám bán cho con tô hủ tiếu nào á với giá 8.000, không lẽ Tám không bán cho con? Trời ơi, mày đi vô, mày ma lanh, mày kêu thịt thêm, mày kêu cái gì, mày kêu ra trong một đống. Rồi chưa kể với chị, chanh á, chanh mắt ơi là mắt luôn. Nó xin, nó dắt vô cái tô, em không nói. Nó xin, nó chà đũa, nó chà muỗng. Trời ơi, nó thấy cháo gì rồi. Không? Mà Tám cũng kỳ nữa. Nó xin Tám cho, Tám kêu ừ để Tám cho, để Tám cho. Em muốn Tám nói là cái này bán không có cho nha. Nó không nít mà, nó đâu có biết, nó tưởng là mình người lớn, mình cho là mình cho nó. Cho nên muốn Tám bán rồi, Tám có nói cái này là cho, cái này là bán thì nó không nít, nó biết. Mà nè, con nói như vậy á, giờ con có đói lắm không? Con muốn ăn nữa không? Vậy Tám cho tô thêm đi. Cái tôi trả tiền cho, Tám cứ bán tô đầy đủ, tô lớn như hồi nãy đi, rồi tôi trả tiền, tôi trả luôn tiền cũ cho. Là trả tiền tính giá nguyên tô nha, chứ không phải là giá đồ thêm nha. Rồi cho tôi thêm tô, cho tôi. Là tính tiền hai tô. Một tô bò viên thịt giòn hơn. Ai kia đang chờ mong một ngày mai sáng tươi trong lòng, quên đi bao sầu lo chẳng còn vương vấn. Cho riêng mình chỉ cần trái tim ta yên bình. Bước một hai là ta bước một hai, sống cho hôm nay và sống cho ngày mai. Dẫu cuộc đời kia có nhiều ngàn trái nhưng không thở dài, nên ta không thở dài. Ta không đòi hỏi những thứ quá xa hoa, sống cho hôm nay chứ không sống qua loa. Những lời chê bai bla bla bla, ta khẽ như hàm răng cười ha ha ha.